Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ cho các bạn tham quan cái mô hình trồng ớt trong mùa mưa mà làm ở trong nhà lưới. Đây các bạn thấy đầu tiên là cái nhà lưới như thế này. Thì cái diện tích này anh ấy đang làm nhà lưới là ở bên này nữa, nhưng mà hiện nay đang làm cái mô hình nhà lưới nhỏ thì để chia làm hai phân khu. Đó, thì đây là cái mô hình nhà lưới đây các bạn. Thì B là bên ngoài nhà lưới, các bạn nhìn thấy không? Đây là bên ngoài cái nhà lưới. Sau đây thì mời các bạn đi vào bên trong nhà lưới như thế này. Đó. Thì trong nhà lưới là các bạn thấy là như chúng tôi đã nói từ trước ấy, là nên làm líp xuôi như thế này. Thì làm líp xuôi như thế này ở trong nhà lưới cũng rất là dễ, rất là thuận tiện để cho vấn đề mà tưới nước và chăm bón. Thứ hai nữa là cái nhà lưới này á, thì các bạn biết là ở dưới này có một cái đặc thù là sử dụng phân gà. Thì hôm nào bón phân gà mình sẽ xuống mình làm cái clip cho các bạn xem cái phân gà. Còn đây là cái cây con này mới trồng được này được mấy ngày ta? Mới được có 2 ngày hả? Một ngày à? Đây là cây con mới trồng được một ngày, nhưng mà trồng ngay vào cái tâm của đợt bão số 3. Đấy. Mặc dù vậy thì trong nhà lưới thì cây con bữa nay các bạn thấy là cây con khá là đẹp, rất là tươi. Thứ hai nữa là cái đồng đất này thì các bạn thấy là cái cây con này trồng này là rất là đạt chuẩn. Nếu mà ở một số vùng ấy là người ta sợ trong mùa mưa là chưa trồng, nhưng mà các bạn thấy là ví dụ như mưa ấy là cái líp này này nó bị quá ướt quá ẩm, và khi mình đặt cây con xuống mà nó không có thoáng đất như thoáng nước như thế này á, thì cây con rất dễ là bị ứ nước và chết cây con. Cho nên là các bạn thấy là mấy cái clip trước tôi quay á, là tại sao mà ở bên Vĩnh Long người ta làm là đất cây con hay phải dặm nhiều, hoặc là khi mà mình trồng là nó hay bị chết, thì đây là nguyên nhân này. Đây ớt này người ta cũng làm bằng bầu lá chuối, nhưng các bạn thấy không, cây ớt trồng xuống này theo cái quy trình này rất là đẹp, đúng không? Đất rất là thoáng, đúng không? Cái bầu ớt là trồng ví dụ như cái bầu lá chuối như thế này, đây để lấy cái bầu lá chuối cho các bạn xem. Đây cây ớt con đây, đây là cây ớt con. Có nhiều bạn thắc mắc hỏi bộ ớt con đó là mình trồng trong thời điểm như thế nào thì để cho nó đạt nhất. Có nhiều bạn là làm đất không kịp ấy, thì khi mà ương ớt lên rồi thì thường ớt nếu mà từ lúc mà gieo hạt đến lúc mà đem ra trồng thì nó nằm rơi vào giai đoạn khoảng tầm 25-30 ngày. Đó. Theo đúng quy chuẩn của cái giống ớt mà ở sừng vàng châu Phi ấy, là người ta quy định là nếu mà người nào đưa ra sớm nhất thì khoảng tầm phải tầm 22 ngày, nhưng mà 22 ngày thì hơi sớm, nhưng còn thường là mình làm là khoảng tầm 25 tới 30 ngày. Và tùy theo cái ớt con của mình đây. Nhiều khi ví dụ như cái ớt này là trồng nó ở trong rợp quá. Cái ớt này trồng cũng đúng ngày rồi này, cái ớt này là cũng 25 26 ngày này, nhưng mà mình trồng trong rợp á, cho nên là cây nó hơi vóng này, mình trồng như vậy thì cái cây con hơi suy và nó không được tốt như mà như mình trồng cái cây đây như này. Đây. Như cây này là cây đạt chuẩn này. Có nhiều bạn thì nói là bây giờ trồng ớt thì mặc dù là nó 25 ngày nhưng mà nhiều cây ớt ấy, nó mới đạt được có khoảng tầm 4-5 lá do mình chăm nó không tốt. Thì ớt bao nhiêu lá thì trồng ra thì tốt, thì thường ấy, như theo như một số anh em mà cái kinh nghiệm làm ớt mà làm mấy lâu nay mà thành công ấy, thì cây ớt nếu mà mình làm là khoảng tầm 9-10 lá mình đưa ra ngoài ruộng mình trồng là hợp lý nhất. Thứ hai nữa là cây ớt của mình này, ớt con của mình nó cỡ nó lùn như thế này là hiệu quả nhất. Đây các bạn thấy ớt nó khoảng tầm này là hiệu quả nhất. Đó. Còn nếu mà mình làm mà ớt mà nó vóng quá thì trồng các bạn thấy là một số cây ấy, nó ngả nghiêng, và nếu mà gặp trời nắng ấy, là nó nghiêng hẳn xuống, mà nhà ai mà trồng bằng màng phủ ấy, là nó nằm trên màng phủ luôn, thì cái ớt nó sẽ bị cháy đọt cháy lá và sau này mình nó bị dặm rất là nhiều. Nhưng cây ớt bằng tầm này là đạt hiệu quả nhất. Đó, thì các bạn lưu ý khi mà mình làm ớt, với lại cái bầu ớt ấy, nhiều bạn nói là
ớt làm bằng bầu lá chuối ấy, thì các bạn nên xé ra, nên xé ra trước khi mình trồng. Thì nói vậy chứ nếu mà mình trồng á, mà trời mà nắng á, mà mình xé cái bầu ớt này ra bằng xé bầu lá chuối ra ấy, thì nó sẽ làm cho cây ớt này nó bị đứt rễ nhiều quá, và nhiều khi nó tuột hết cái tròn này ra thì cây ớt nó sẽ bị héo và bị suy, thì lúc đó cái tỷ lệ hao hụt còn cao hơn nữa. Cho nên nếu đã trồng bằng bầu lá chuối, các bạn không nhất thiết cần phải xé đâu. Mà đây các bạn đây làm như thế này. Rồi, đây là cái ớt này, đây có cái lỗ này các bạn. Đây. Mình chỉ cần xeo một cái lỗ bằng này thôi. Đây như cái vùng đất này, nó tơi xốp. Mà các bạn né nên không nên trồng ớt mà trong cái lúc mà trời mưa hoặc mùa mưa này. Đôi khi mình sự đụng tay vào đây này, nên nó làm len cái lỗ này ra này, cái lỗ nhãn thín này. Nên là đến khi bạn đặt cái bầu đây là nước nó đọng, nó không thoát được. Đó. Nên tại sao mà lúc mà trời nó đang mưa như đây mình đang mưa này, mà mình đi đặt cái bầu ớt làm cái này là mình quay lên cho các bạn xem thôi. Đó, thì mình đặt cái bầu ớt, mà đặt bầu ớt này này, mình đặt sâu hơn mặt líp một chút thôi, thấy không? Rồi các bạn bỏ đất ra bốn xung quanh. Cái đất này không cần thiết phải bóp vào đâu. Bóp nhỏ ra là nguy hiểm này. Bóp nhỏ này ra ấy, là đến khi mình tưới nước bắt đầu nó lèng. Nó lèng là nó không xuống. Nên là coi như xong. Đó. Nên là các bạn trồng xong một cây ớt. Cây ớt như này rất là đạt và rất đủ chuẩn. Đó, thì đây là cái vườn ớt mà làm ở trong nhà lưới. Và ớt này ở khu vực dưới này người ta làm là người ta không làm bằng màng phủ mà chỉ sử dụng phân gà. Đó, thì khi nào khoảng tầm chắc khoảng 10 ngày nữa nhỉ? Khoảng 10 ngày nữa thì mình sẽ xuống mình quay cho các bạn xem một cái clip về sử dụng phân gà cho cái ớt sừng vàng châu Phi. Nói thực sự là ớt sừng vàng châu Phi ấy, mình sử dụng phân gà là cực kỳ hiệu quả. Đó, thì xin cảm ơn các bạn. Mong các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ để anh em mình cùng chia sẻ cái vấn đề trồng ớt sừng vàng châu Phi.